Lý Nhã Kỳ đáp trả thẳng thắn netizen khi nhắc đến chuyện lấy chồng báo hiếu cha mẹ. Mới đây, Lý Nhã Kỳ đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh mặt mộc, kèm dòng trạng thái hé lộ kế hoạch năm tới, cùng việc tự thưởng chuyến du lịch 10 nước sau thời gian làm việc vất vả. Nữ diễn viên viết, chuẩn bị năng lượng đón một năm mới với nhiều kế hoạch trong sự nghiệp, thưởng cho một chuyến đi 10 nước trong tháng 12, bay thui nào. Ngay sau khi chia sẻ, nhiều người phải trầm trồ trước độ chịu chi của Lý Nhã Kỳ khi cô bỏ một số tiền lớn để đi du lịch cùng lúc 10 nước. Ngoài ra, nhiều người cũng hài hước trêu đùa Lý Nhã Kỳ đi du lịch để kiếm chàng rể mang về cho bố mẹ. Đáng chú ý, trước một bình luận kém duyên của một netizen, Lý Nhã Kỳ đã thẳng thắn đáp trả. Cụ thể, người này bình luận, cuối năm mà đông khách quá, cái quan trọng nhất của người con gái là lấy một tấm chồng báo hiếu cho cha mẹ, đi nhiều để làm gì, sống cho mình thì quá đơn giản, giá trị bản thân mình trong mắt mọi người mới đáng để nói. Ngay lập tức, Lý Nhã Kỳ đáp trả, bớt giảng và khuyên cuộc đời người khác bạn ơi. Bình luận này của nữ diễn viên nhận về hơn 100 lượt tương tác, nhiều người cũng bày tỏ sự không đồng tình trước bình luận kém duyên của vị khán giả. Lý Nhã Kỳ được mệnh danh là bà Hoàng Kim Cương của showbiz Việt khi sở hữu khối tài sản khủng. Ở tuổi 43, nữ diễn viên không chỉ giàu có mà vẫn xinh đẹp. Thế nhưng, kể từ sau khi chia tay mối tình lâu năm, đến nay Lý Nhã Kỳ vẫn độc thân. Từng tham gia chương trình Người ấy là ai để tìm cho mình nửa kia, Lý Nhã Kỳ cũng tiết lộ cô khó mở lòng để đón nhận tình cảm của một ai đó. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối và mong rằng trong tương lai gần sẽ thấy Lý Nhã Kỳ tìm được một nửa của đời mình.